nữa chứ. Váy mà bạn Trang đang mặc là được xếp phần rất là dài và với chiếc người rất là duyên dáng. Bạn Hương luôn mơ ước sau này
Việt Bạc và Tằng Thị Dung trong trang phục chiếc áo dài. Chiếc áo dài màu trắng với rất là nổi bật, những hạt kim cương rất là lấp lánh. Một lần nữa, chúng ta hãy cùng ngắm nhìn lại những bộ trang phục tự chọn của các thí sinh. Hãy dành cho họ một tràng pháo tay thật lớn. Chúng ta hãy cùng ngắm nhìn lại bộ quân phục của các chiến sĩ công an và chiếc áo dài trắng tinh khiết. Hãy cùng ngắm nhìn bộ vest đen lịch lãm và chiếc áo dài đỏ thiết tha cùng với khăn vấn đầu. Của bạn Hoàng Văn Hoan và bạn Vi Thị Hồng Liên. Và cuối cùng, cặp đôi